Chào buổi sáng ở Ipoh, Malaysia. Mình đang đứng ở trên lầu ngay chỗ ban công nhà, nơi căn hộ nhà mình đang ở. Sáng nay thức dậy thì thấy trời rất là âm u. Ở đằng kia mấy cái ngọn núi bị mây che hết trơn rồi. Tại vì hôm qua giờ dự báo thời tiết là trời mưa. Đây, những cái đám mây nó đang lãng vãng ở trên những cái ngọn núi. Ở xa cả nhà sẽ nhìn thấy những ngọn núi chồng chất lên nhau, cảnh đẹp lắm. Nhìn xuống mấy con phố ở đây thì thấy nó có vẻ cổ kính ha mọi người. Giờ ở đây thì cũng ít những cái chung cư cao tầng. Còn ở trên Kuala Lumpur, ở gần chỗ nhà của chị mình ở thì có rất là nhiều nhà cao tầng ở đó luôn. Tự nhiên ở đây cái có một cái giống như là nó động hơi sương hay sao. Chỗ đó mát hả? Nó có chắc vậy quá. Xin chào cả nhà đang xem gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Chào buổi sáng ở Ipoh. Sáng nay mình đã cố gắng thức sớm lắm, nhưng mà tới cũng 8 giờ mới dậy nổi. Để mình quay phía ngoài cho cả nhà coi. Bây giờ trời nắng đã lên. Lúc hồi sáng mình quay cảnh hồi sáng là nắng chưa có lên, nên nhìn nó rất là âm u. Bây giờ nắng lên rồi nhìn thấy rõ những cái ngọn núi ở quanh đây luôn. Để Tâm sẽ lấy cái điện thoại mình zoom lên. Còn giờ mình nhìn cảnh bao quát của thành phố nha. Chỗ này vẫn chưa phải là chỗ cao nhất, cho nên là mình nhìn thấy kiểu như là cũng bị che khuất bởi một số nhà, tòa nhà. Nhưng mà ở Ipoh thì đa số là nhà cổ. Nhìn những cái ngôi nhà cổ bên đó cả nhà nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Hôm nay thì cả nhà mình chọn món điểm sắm để ăn sáng. Và bây giờ thì cả nhà đang trên đường đi từ căn hộ để đến nhà hàng đó. Và Tâm Tâm cũng đang quay cho cả nhà mình xem quang cảnh đường phố ở Ipoh. Di chuyển trên đường phố Ipoh mang lại cho chúng ta cảm giác rất là yên bình đúng không cả nhà? À, mình thấy ở đây là có một nơi bán hoa kiển, nhìn rất là giống ở Việt Nam luôn ha. Còn xa xa đằng kia thì có một ngôi đền thờ của người Ấn Độ. Nhìn nó rất là đặc biệt đúng không mọi người? Nhìn ngôi đền này thì mình lại nhớ liên tưởng đến những bộ phim Ấn Độ mà nhà mình hay coi. Thì nó rất là giống như trong phim luôn. Là một nơi thờ cúng rất là trang nghiêm của người Ấn. Cảm giác giống như mình đang đi lạc vào những bộ phim như là Cô Dâu 8 tuổi hay là Bí Mật Của Trái Tim mà được chiếu trên Đài Vĩnh Long hồi xưa đó cả nhà. Mà quay trở lại thực tại thì Tâm Tâm và cả nhà mình cũng gần đến với nhà hàng điểm sắm. Nhà mình chuẩn bị đi ăn rồi nè. Thì chỉ còn tầm khoảng 3 phút nữa thôi là đến rồi. Đi qua khỏi khu vực đền thờ của người Ấn thì mình sẽ gặp một food court. Thì ở đây người ta bán rất là nhiều những quầy hàng có nhiều món ăn trong đó. Mình có thể dễ dàng lựa chọn món ăn khi mà mình đi vào đây. Và bây giờ thì nhà mình cũng quẹo tay trái để đi vào hướng này. Nhưng mà sáng hôm nay thì nhà mình không có ăn ở food court này, mà ăn ở quán đối diện đó. Cho nên là cũng phải quẹo vào hướng này và tìm một chỗ đậu xe để cả nhà xuống thưởng thức những món điểm sắm rất là hấp dẫn của nhà hàng này nha. Mình sẽ vô đây xếp hàng nha mọi người ơi. Cái shop này rất là đông người, lại tiếp tục queue. Tiếp tục xếp hàng. Continue queue. Hello, xin chào cả nhà. Mời cả nhà đến gia đình mình nha. He sleep á. Tính xếp hàng để chờ vô ăn sáng nha. Hàng cũng khá khá nè. Tập tiếng đó. Bây giờ 10 giờ sáng rồi ở Mã Lai. Có chơi gì chứ, chắc khoảng nửa tiếng nữa thôi. Thì
Thì nhà mình xếp hàng cũng tầm 20 phút hơn rồi. Và trước mặt mình thì hiện tại cũng chỉ còn vài người thôi. Và mình sẽ phải chờ ngay bàn nào có đúng số lượng người. Giống như nhà mình đi 6 người thì sẽ ngồi vào bàn 6 người để phù hợp, chứ mình không ngồi bàn nhỏ hơn hay là bàn lớn hơn. Nếu bàn lớn hơn thì mình sẽ share bàn đó với thêm người nữa để đủ số lượng luôn. Như vậy thì nó cũng không có ổn lắm, cho nên là mình đứng chờ thôi. Quán thì rất là đông khách và mọi người làm việc liên tục luôn, nhưng mà vẫn không kịp để phục vụ ha. Và cả nhà nhìn thấy không gian quán rất là rộng luôn, nhưng mà vẫn phải đứng chờ xếp hàng. Và ở đây thì phục vụ rất là nhiều những món điểm tâm ngon và lạ, cho nên là Tâm Tâm cũng sẽ quay chi tiết cho cả nhà mình xem luôn nha. Ở đó có hình treo tường của mấy người nổi tiếng tới đây ăn.
sắm thì mình thấy là nhà hàng nào cũng vậy, thì cũng có những xe đẩy đẩy thức ăn, và trên đó thì có rất là nhiều những khay điểm sắm như thế này. Và cô đang giới thiệu đến nhà mình những món điểm sắm nhà hàng có hôm nay, và món nào Tâm Tâm thấy cũng rất là ngon hết. Mình sẽ lựa chọn món nào mình ưng ý rồi thì mình để lại trên bàn, còn món nào mình nhà mình không ăn thì mình sẽ nhờ cô để lại lên xe để tiếp tục đẩy đi qua những bàn khác. Thì cả nhà thấy là món nào cũng ngon hết trơn, và nhìn cái nào cũng hấp dẫn. Bụng thì có giới hạn mà đồ ăn thì vô hạn, không biết sao đây. Mình phải chọn món nào ngon nhất để chia sẻ đến mọi người cảm nhận về hương vị của món ăn nữa chứ. Và đây là bàn đồ ăn của nhà mình đã chọn xong. Đây mới là vòng 1 thôi nha mọi người, cô còn sẽ quay trở lại nữa nên mình cứ từ từ thưởng thức. Sau một hồi nhà mình thưởng thức thì cô thấy bàn ăn cũng đã vơi rồi nên cô quay trở lại vòng thứ hai. Thì nhà mình cũng kêu thêm vài món nữa. Tâm Tâm cũng quay cho cả nhà xem những món mà mình vừa mới kêu. Thì có xôi bát bửu, chả cá, rồi món ngọt và mặn như là bánh quế hoa rất là thơm ngon nè. Và bây giờ thì xin mời cả nhà hãy cùng thưởng thức với gia đình vui vẻ của Tâm Tâm nha. Để mình tận hưởng bữa ăn sáng ngày hôm nay tại nhà hàng lớn nhất và cũng là ngon đặc trưng nhất ở Ipo về điểm sắm. Thì mỗi loại bánh ở đây có tên gọi khác nhau, cũng như là hương vị thơm ngon đặc biệt. Cho nên là mình cũng không có nói diễn tả được hết từng loại. Thì mong cả nhà hãy thông cảm cho Tâm Tâm nha. Và sau khi thưởng thức xong món ăn thì bây giờ tới khâu cuối cùng, đó là mình xem thử xem là sáng hôm nay tổng thiệt hại sẽ là bao nhiêu nha. Đang trả tiền nha mọi người. Và đây là tổng thiệt hại của buổi sáng ngày hôm nay, đó là 137 đồng 20 sen, tương ứng với khoảng 720.000 tiền Việt Nam nha cả nhà. 12 giờ rồi, mình check out trả phòng khách sạn. Bye bye. Bye bye cái nhà nha. I just say bye bye to the house. Bye bye house. Bye bye. Hẹn gặp lại. Rồi bây giờ mình đi về thôi. Ở trưa đi ra chợ chơi chút nữa mới về. Đi bộ cho xuống đồ ăn. Ok, bye bye. Next time again. Bye bye. Bye bye, go on. Ok, bye bye. Stay here, man. Bye bye. Bye bye. Giờ lên xe rồi, mình sẽ đi. Mình đã check out khách sạn rồi. Chút nữa thì mình sẽ đi bộ vòng vòng ở đây chút rồi mới về nha. Bây giờ mới 12 giờ 15 thôi. Slay. Slay queen. Slay. Slay queen. Video ngày hôm nay đơn giản chỉ như vậy thôi, thì Tâm Tâm mong cả nhà sẽ giải trí được khi xem video của mình. Và bây giờ thì Tâm xin tạm dừng video này ở đây và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo, những tập tiếp theo ở Ipoh Malaysia, cũng như là chuyến du hành Malaysia này của mẹ quê và Tâm Tâm nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.